Rất quan trọng đối với cả hai bên. Thái Dư Hà Sang bị né, Kim nhảy xuống khu vàng rồng đập vào người của Faker phía bên này, thì đội hình của Tiêu Anh đang bị tan vỡ hoàn toàn. Họ mất hai người liên tục, họ bị lùa ra khỏi khu vực hàng rồng. Gumayoshi bắt buộc phải bấm cái khăn giải thuật của mình để bắn nhưng không cướp được rồng, và sau đó là KT tràn lên. Gumayoshi chuẩn bị gục ngã bài vàng vào, Kim nhảy tới đập gõ bon bon, và đội hình của Tiêu Anh sưng người rồi. Họ mất tất cả mọi thứ và đây sẽ là ván thắng cho KT. Okay,
sau khi Timan để thua ở bán thứ hai thì các bạn có cảm thấy lo lắng không? Là vẫn rất tự tin về Timan sẽ bán ba hoặc là bốn. Lòng phản nhẹ, lòng phản nhẹ ở bán hai mà thôi. Thực sự thì xem trận vừa rồi cũng khá là căng thẳng, cái bán vừa rồi nó bán là phía Timan cũng có thời điểm có được thế trở lại, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đang đánh thua ở tổng cả tuổi và đánh thua luôn. Thì các bạn hôm nay thì sẽ là 3-2 hay là 3-1 bán thua. Sau khi Timan để thua ván 2 thì phải không khí đang hơi trùng xuống một chút xíu. Nên mình nghĩ là Timan có thể sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Hy vọng là chiều nay thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục có một buổi chiều xem SK vui vẻ chung với nhau ở tại một không gian nhỏ nhỏ như này. Mặc dù dự đoán bán không có gì sai, nhưng mà mình nghĩ là nó pha một game cảnh tỉnh các anti-fan. Và sau đó thì vẫn là chiến thắng được T1 với tỷ số 3-1. Ngày dài hơn một chút, sẽ có nhiều thời gian hơn để mọi người ở đây chill chill với nhau một buổi chiều vui vẻ cùng với T1 không? Là bán không? Nhanh đây còn làm reset rồi này. Cảm ơn. Ok, và đây là video clip về vlog. Chúng ta sẽ cùng xem một ngày ở tại Game Home khi mà có một buổi watch party sẽ như thế nào. Một ngày thi đấu rất căng thẳng của T1 cùng với KC Rosser. Và cần phải cần đến ván đấu thứ 5 để có thể quyết định thắng bại giữa hai đội tuyển. Lúc này cũng khá trễ, Văn Tùng phải sang để các VCS để không xem được bàn 5 của các bạn ở đây nữa. Nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi ủng hộ cho channel YouTube Văn Tùng, cũng như là ghé thăm Game Home để cùng xem SK với mọi người, ủng hộ cho các dịch vụ như là quán net hay là ăn uống ở tại Game Home hơn anh em nhé. Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ cho vlog này. Hẹn gặp lại anh em vào những buổi watch party phía sau nếu mình có cơ hội tham dự ở đây, và cả trên sóng của kênh Văn Tùng, trên sóng của các giải đấu của VCS SK nhé.